Triệu Lộ Tư mắng Ngô Lỗi một cách thô tục, hình tượng thiếu nữ ngọt ngào tan thành mây. Mới đây, cộng đồng mạng đã xôn xao trước thông tin một nữ diễn viên có phim rất nổi tiếng mùa hè vừa qua đã lớn tiếng mắng chửi bạn diễn ở phim trường. Việc này khiến những nhân viên có mặt ở phim trường và ngay cả bạn diễn nam kia đều vô cùng bất ngờ. Nam diễn viên khi đang làm việc đã vui vẻ cho qua, nhưng sau khi về khách sạn, lại yêu cầu mọi người trong đoàn phải hoàn thành mọi cảnh quay trong ngày hôm sau. Hành động mắng chửi thô tục của nữ diễn viên đã khiến bạn diễn cực kỳ tức giận. Anh chàng đó đã rời khỏi đoàn làm phim ngay sau khi cảnh quay cuối kết thúc, thậm chí còn chẳng tham gia lễ đóng máy. Phía nữ diễn viên cũng đã chi rất nhiều tiền để xóa bỏ đoạn video này. Ngay lập tức, cư dân mạng cho rằng cặp nam nữ diễn viên được nhắc đến chính là Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi ở Tinh Hán Sán Lạn. Đoạn video Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi cưỡi ngựa ở hậu trường Tinh Hán Sán Lạn cũng đã được đăng tải. Từ việc tua chậm, nhiều người cũng đã nghe ra lời mắng chửi thô tục, khó nghe của nữ diễn viên, có vẻ như cô nàng đã bị dọa sợ nên không thể kiểm soát được lời nói của mình. Hiện đoạn video này cũng đã nhanh chóng leo lên hot search Weibo. Cư dân mạng đang chia làm hai phe. Sau khi nghe đoạn video của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi trên phim Trường Tinh Hán Sán Lạn, có người cho rằng nàng tiểu hoa bị dọa sợ đến lạc giọng, âm thanh cũng đã bị biến tấu một cách ác ý. Đoàn làm phim và ngay cả Ngô Lỗi cũng cực kỳ vui vẻ, thân thiện với Triệu Lộ Tư. Số khác lại cho rằng Triệu Lộ Tư quá vô duyên, không tôn trọng bạn diễn. Hiện tại, hình tượng thiếu nữ ngọt ngào, đáng yêu của Triệu Lộ Tư đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Rất nhiều người đã lên tiếng ném đá cô nàng vì hành động chửi bậy trên phim Trường Tinh Hán Sán Lạn. Tái xuất màn ảnh rộng, Triệu Lệ Dĩnh làm gì mà được tung hô quốc dân độ, lấn lướt Lưu Diệc Phi. Năm 2022, Triệu Lệ Dĩnh có bước tiến lớn trong sự nghiệp khi hai dự án truyền hình là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ lên sóng, gặt hái thành tích lớn. Không những vậy, nàng tiểu hoa còn nhận lời diễn chính trong dự án cổ trang Tiên Hiệp Sử Phượng Hành, tái hợp cùng Lâm Canh Tân. Có thể nói, năm 2022 đã đánh dấu màn thắng đậm của Triệu Lệ Dĩnh trên màn ảnh nhỏ. Bước sang năm 2023, Triệu Lệ Dĩnh đã quyết định nhận một dự án điện ảnh mang tên Hồ Lang Chi Lộ. Đến thời điểm này, phía đoàn làm phim vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào, quá trình quay phim cũng diễn ra cực kỳ im ắng. Thế nhưng điều bất ngờ là vẫn luôn có rất nhiều người hâm mộ vây quanh, thậm chí ở một địa điểm quay phim ở Vân Nam, số người đến xem Triệu Lệ Dĩnh đông đến mức tắc nghẽn cả một con đường. Động thái này cho thấy độ nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh không phải dạng vừa, thậm chí có người còn so sánh mức độ nổi tiếng của nàng Tiểu Hoa và Lưu Diệc Phi. Tuy cùng sinh vào lứa 85 của Zbiz, nhưng thần tiên tỷ tỷ lại luôn được xếp ở một bậc cao hơn hẳn các tiểu hoa cùng lứa. Nhưng không thể phủ nhận được rằng trong vài năm trở lại đây, Triệu Lệ Dĩnh đã nâng cao địa vị của mình hơn rất nhiều. Có ý kiến cho rằng cô nàng hoàn toàn có thể xếp ngang bằng với Lưu Diệc Phi. Độ nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh đúng là không đùa được, nhìn tình hình khán giả đến xem là biết. Mấy năm trở lại đây, thấy Triệu Lệ Dĩnh có thể xếp ngang cơ với Lưu Diệc Phi luôn rồi. Quốc dân độ hàng thật giá thật, chỉ lên bìa tạp chí, đã thúc đẩy du lịch của Tuyền Châu và Phúc Kiến tăng mạnh, góp phần tuyên truyền cho văn hóa cải vòng hoa trên đầu. Nhớ đợt quay nhà hàng Trung Hoa, quá trời người ở bến tàu chờ bản luôn. Đỉnh lưu lượng hàng thật giá thật là đây chứ đâu nữa. Thật ra là Triệu Lệ Dĩnh hot 10 năm rồi, mà mỗi lần cô Triệu xuất hiện tưởng lưu lượng mới nổi không. Tuy nhiên, việc có quá nhiều người vây quanh cũng khiến phía đoàn làm phim lo ngại. Dương Dương sắp công khai chuyện yêu đương cùng Bạch Lộc, nhưng sao lại bị phản đối? Trong giới giải trí hoa ngữ hiện tại, địa vị của Dương Dương và Bạch Lộc có sự chênh lệch rất lớn. Một bên nằm trong tứ đại lưu lượng nổi tiếng Zbiz, một bên chỉ là tiểu hoa đang đợi bạo. Tuy nhiên không thể phủ nhận được rằng, ở thời điểm hiện tại, cả hai đều là những ngôi sao nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Mới đây, trên mạng xuất hiện thông tin cho biết, Dương Dương và Bạch Lộc sắp chính thức hợp tác cùng nhau. Theo đó, dự án phim truyền hình mang tên Bắc Thượng đang nhắm đến Dương Dương và Bạch Lộc cho vai nam nữ chính. Vì đây là dự án trọng điểm của CCTV, nên lại càng thu hút sự chú ý nhiều hơn. Tuy nhiên, có vẻ như thông tin này lại không nhận được sự ủng hộ của công chúng. Đa số đều phản đối việc Dương Dương hợp tác cùng Bạch Lộc để tránh gây tai tiếng. Đặc biệt là khi mới đây, Vu Chính đã bất ngờ gây tranh cãi khi ám chỉ Dương Dương đã tranh phiên với nàng gà cưng của mình. Xét về địa vị của hai ngôi sao hiện tại, việc Dương Dương áp phiên Bạch Lộc là điều dĩ nhiên. Trước đó, khi tham gia Em Là Niềm Kiêu Hãnh của anh đóng cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, chàng Mỹ Nam này đã chấp nhận bình phiên. Địa vị của Bạch Lộc không bằng nàng Mỹ Nữ Tân Cương, vì vậy nhận phiên hai trong phim đóng cùng Dương Dương cũng chẳng có gì khó hiểu. Tính đến thời điểm hiện tại,
Bạch Lộc đã có trong tay một vài bộ phim nổi bật như Chiêu Diêu, Học viện quân sự liệt hỏa, nhưng nổi tiếng nhất là Châu Sinh Như Cố. Ngoại hình xinh đẹp, diễn xuất tốt, nên nàng gả cưng Vu Chính nhận được sự kỳ vọng rất lớn. Đặc biệt, các dự án sắp chiếu của cô nàng là Trường Nguyệt Tẫn Minh, Ninh An Như Mộng, Dĩ Ái Vi Doanh, được cho là có cơ hội bạo lớn. Hiện tại, phía Dương Dương và Bạch Lộc vẫn chưa đưa ra lời phản hồi chính thức về việc hợp tác. Không chỉ Dương Mịch, Ích Lệ Nhiệt Ba cũng đang bị chính gia hành đi, muốn đi cũng không đi được. Tin đồn Dương Mịch sẽ sớm rời khỏi gia hành đã được cư dân mạng bàn tán trong một năm trở lại đây. Dù cả hai phía vẫn chưa lên tiếng xác nhận, song ai cũng hiểu chuyện này đã chắc như đinh đóng cột. Mới đây, một bài viết được đăng tải có liên quan đến vụ việc trên tiếp tục thu hút sự chú ý của khán giả. Theo đó, như tin tức từ Locker tung tin đầu tiên về chuyện Dương Mịch rời khỏi gia hành, người này khẳng định trong tương lai gần, Ích Lệ Nhiệt Ba sẽ không thể rời khỏi công ty này, cũng như không dám đăng bất kỳ bài viết nào ám chỉ về việc muốn rời đi. Bài đăng trên lập tức nhận được sự quan tâm lớn, đặc biệt là với những khán giả yêu mến nàng mỹ nhân Tân Cương xinh đẹp, bởi lẽ trong thời gian gần đây, Ích Lệ Nhiệt Ba đang trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, sau một loạt tin đồn bùa vây. Trước đó, cũng đã từng có tin đồn rằng, Ích Lệ Nhiệt Ba đang muốn dứt áo ra đi, sau khi hết hợp đồng với công ty chủ quản. Việc blogger lên bày tỏ ý cô nàng khó có thể rời khỏi gia hành, một lần nữa lại khiến dân tình đặt ra những nghi vấn. Nếu như điều trên là sự thật, thì phải chăng nguyên do đằng sau chuyện này là bởi cô đang bị gia hành kìm hãm, không đồng ý nên chẳng thể đi được. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu, bởi sau khi mất đi một át chủ bài quan trọng là Dương Mịch, phía gia hành đương nhiên sẽ không muốn tuột mất thêm một cần kiếm cơm tiềm năng khác là Ích Lệ Nhiệt Ba. Gia hành kinh khủng thật, đọc mà thấy thương cho cô ba. Từ vụ Dương Mịch đã thấy công ty này bất ổn. Ích Lệ Nhiệt Ba mà không rời khỏi gia hành thì chẳng thể phát triển được. Nhìn Dương Mịch vừa rời đi cái là có kịch bản hồ yêu tiểu hồng nương ngon ơ, cô ba cũng nên có con đường riêng cho bản thân mình rồi. Công ty mà chỉ biết chèn ép nhân viên, bóc lột, không tìm tài nguyên hẳn hoi cho thì đúng là nên dẹp. Dương Mịch và Ích Lệ Nhiệt Ba cũng được biết đến là cặp chị em cực kỳ thân thiết của Cbiz, cả hai thường xuất hiện cùng nhau và khoe những khoảnh khắc yêu thương trên mạng. Mặc dù không còn tương tác nhiều như xưa, nhưng khán giả vẫn hy vọng mối quan hệ của họ vẫn luôn tốt đẹp. Ngoài ra, fan của Ích Lệ Nhiệt Ba cũng hy vọng Dương Mịch sẽ tiếp tục đồng hành cùng idol của họ trong thời gian sắp tới. Những pha giảm cân thành công của dàn mỹ nhân Hoa Ngữ. Đối với một nơi yêu cầu cao về ngoại hình như showbiz Hoa Ngữ, thì các ngôi sao, đặc biệt là sao nữ, phải luôn giữ cho bản thân thật hoàn hảo khi đứng trước công chúng. Có không ít nàng mỹ nhân showbiz từng rơi vào tình trạng thừa cân, có thể là do họ hoặc là đến từ công việc, nhưng chính những nỗ lực giảm cân để chuyển mình của họ mới khiến công chúng bất ngờ. 1. Dương Tử. Hồi Dương Tử còn bé, cô ấy thường xuyên xuất hiện với gương mặt mũm mĩm, trông rất baby, khiến ai nhìn vào cũng đều thích. Chỉ có điều, nó lại khiến Dương Tử không an ảnh, buộc cô phải đi giảm cân. Tuy có vướng tin đồn tút tát, nhưng Dương Tử thật sự giảm cân thành công. Cô đã có được một vóc dáng thon gọn mà mình mong ước bao lâu. 2. Trương Hàm Vận. Khi mới bước chân vào làng giải trí, Trương Hàm Vận gây chú ý nhờ vẻ đáng yêu và trong sáng. Nhưng từng có một khoảng thời gian khá dài, Trương Hàm Vận không làm việc, thế là cân nặng của cô ấy tăng lên nhanh chóng. Với thân hình đầy đặn và gương mặt tròn xoe, để thay đổi vận khí, Trương Hàm Vận đã quyết tâm tập luyện, ăn uống điều độ và trở về với vóc dáng thon gọn ngày trước. 3. Trương Vũ Kỳ. Ngày trước, Trương Vũ Kỳ vẫn luôn xuất hiện với thân hình mũm mĩm và cô chưa bao giờ tự ti vì vóc dáng của mình. Thậm chí, thân hình đầy đặn của nàng tinh nữ lang còn khiến cô trở nên quyến rũ và đầy mê hoặc hơn hẳn. Nhưng nó cũng khiến Trương Vũ Kỳ rất khó diện những bộ trang phục yêu thích, nên cuối cùng cô đành phải quyết tâm thay đổi số cân. 5. Trương Thiên Ái. Khi còn đôi mươi, Trương Thiên Ái có cân nặng vượt mức, khiến gương mặt cô phúc hậu, tuy nhiên nhìn vào thì vẫn rất đáng yêu. Về sau, để có thể thuận lợi hoạt động trong showbiz, nên Trương Thiên Ái đã phải giảm và có chế độ ăn uống cùng tập luyện hết sức khắt khe. Sau khi giảm thành công, Trương Thiên Ái đã khiến mọi người ngỡ ngàng vì quá xinh đẹp và hình thể vô cùng hoàn hảo. 6. Hồ Hạnh Nhi. Những ai đã xem Trên Cả Tình Yêu thì sẽ thấy nhân vật mà Hồ Hạnh Nhi đảm nhận là một cô nàng mũm mĩm, đi tìm kiếm chân ái cuộc đời. Thay vì sử dụng thủ thuật thì Hồ Hạnh Nhi đã phải chủ động tăng cân để tạo ra cảm giác chân thực nhất, khiến khán giả khi xem đều vô cùng bất ngờ. Đến khi quay xong bộ phim này thì Hồ Hạnh Nhi đã nhanh chóng giảm cân, tuy quá trình rất vất vả nhưng cuối cùng cô đã lấy lại được vóc dáng thon gọn. 7. Dĩnh Nhi.
Khán giả khi xem Thiên Sơn Mộ Tuyết đều kinh ngạc khi thấy Mộ Dĩnh Nhi với thân hình khỏe khoắn và khiến bạn diễn Lưu Khải Uy gặp nhiều khó khăn trong những cảnh bế. Có lẽ vì như thế, đã khiến Dĩnh Nhi cảm thấy lo ngại, tìm cách thay đổi. Sau một thời gian dài miệt mài, Dĩnh Nhi đã giảm được, nhưng nhiều lúc cô lại rơi vào tình trạng hơi gầy. 8. Lý Lan Địch. Khoảng thời gian đóng mộng hồi Đại Thanh, Lý Lan Địch khiến bạn diễn nam không thể bế nổi. Còn nhớ thời điểm đó, Lý Lan Địch nhận được nhiều ý kiến về hình tượng của mình, không được xinh, đúng chuẩn yêu cầu về nữ chính. Những bình luận ấy dường như đã tác động rất nhiều đến Lý Lan Địch và cô nàng bắt đầu quá trình giảm cân, và giờ thì cô ấy đã có một vóc dáng đáng mơ ước. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.